Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay 30 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 29 tháng 12, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Hà Giang và Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2014-2016. Sự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, cùng 90 học viên là cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh. Tại khóa học này, cao viên sẽ được nghiên cứu, học tập theo khung chương trình mới được thiết kế theo hướng về lý luận đi sâu nghiên cứu, thấm nhuần những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức mới về kinh tế xã hội, chính trị trong nước và quốc tế, góp phần củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị cách mạng, phong cách công tác của người lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Về thực tiễn, coi trọng trau dồi về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, khả năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo điều hành, tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tế công tác. Lớp học này có vị trí quan trọng trong công tác chuẩn bị, tạo nguồn cán bộ cho Hà Giang, từng bước xây dựng một đội ngũ lãnh đạo, nhà quản lý trong giai đoạn mới được chăm lo xây dựng cả về tư duy lý luận, tầm nhìn thời đại, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa cầm quyền và tác phong lãnh đạo, có tư duy năng động, linh hoạt, sáng tạo và có tác phong quần chúng dân chủ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, tỉnh đã có 8 đề án, 2 nghị quyết chuyên đề và một số đề án đã được các ban đảng trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổng kết thực tiễn. Đã có rất nhiều lượt cán bộ, đảng viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Tỉnh đã và đang rất quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị Học viện Chính trị khu vực 1 ngoài việc đào tạo về lý luận chính trị sẽ có thêm các chuyên đề về đào tạo, nâng cao kỹ năng lãnh đạo quản lý, áp dụng những lý luận vào thực tiễn công tác, giúp cho Đảng bộ tỉnh đánh giá thực tiễn các đề án, nghị quyết của tỉnh ủy trong quá trình giảng dạy các chuyên đề về xây dựng Đảng, giúp các học viên nắm vững và vận dụng tốt các chủ trương, nghị quyết của tỉnh vào quá trình công tác của mình. Ngày 29 tháng 12 tại Hội trường Công an tỉnh, Khối Giao ước thi đua Khối Nội chính tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2015. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan trong khối gồm Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân, Thanh tra, Tòa án, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh. Năm 2014, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền tỉnh, các cơ quan khối nội chính đã triển khai phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Phong trào đã được cấp ủy đảng các cơ quan chỉ đạo sát sao như tổ chức ký giao ước thi đua, đề ra khẩu hiệu hành động cụ thể thiết thực phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị, gắn nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị, hướng phong trào tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng cơ quan. Hầu hết các chỉ tiêu thi đua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua phong trào đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, đi đầu trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, tận tụy với công việc, bám nắm địa bàn, gắn bó với nhân dân. Nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phạm pháp hình sự xảy ra trên 880 vụ với hơn 1.100 đối tượng. Tỷ lệ điều tra giải quyết đạt gần 90%, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm. Các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tổ chức tại địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực quân sự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Các đơn vị thuộc ngành tư pháp, thi hành án dân sự, thanh tra, tòa án thực hiện đúng chức trách, hiệu quả, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xây dựng phương hướng công tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào vấn đề nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trưởng phó khối, phát huy những cách làm mới hay hiệu quả, nêu gương những điển hình trong phong trào thi đua. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý dịch vụ kinh doanh điện năng và giúp quá trình thanh toán tiền điện của khách hàng được nhanh chóng thuận tiện, ngày 29 tháng 12, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức hội nghị triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện. Tại hội nghị, các khách hàng tham dự đã được đại diện Cục Thuế tỉnh hướng dẫn về cách áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện, những lưu ý của bên mua và bán điện trong việc triển khai hóa đơn điện tử.
Theo đó, hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện được áp dụng cho tất cả các đối tượng khách hàng và được công ty điện lực Hà Giang đăng tải lên website npccskh.npc.com.vn để khách hàng tra cứu, tải hóa đơn. Hóa đơn điện tử được lưu theo định dạng file .xml và chỉ có chữ ký điện tử của bên bán điện, không có chữ ký điện tử của khách hàng. Trường hợp khách hàng đăng ký nhận hóa đơn thì công ty gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng theo địa chỉ đã đăng ký. Bên bán điện chỉ gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng mà không nhận lại hóa đơn điện tử từ khách hàng. Mọi hình thức thanh toán tiền điện không thay đổi, khách hàng sau khi thanh toán tiền điện sẽ được nhận biên nhận xác nhận thanh toán. Đối với khách hàng không có phương tiện nhận hóa đơn điện tử hoặc truy cập Internet thì có thể nhận thông tin hóa đơn tại quầy giao dịch của điện lực. Lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện tại Công ty Điện lực Hà Giang được triển khai vào tháng 1 năm 2015. Chiều ngày hôm qua 29 tháng 12, tại xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, Chi cục Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng rừng kinh tế gắn với thâm canh. Mô hình trồng rừng kinh tế gắn với thâm canh được triển khai thực hiện với quy mô 20 ha tại thôn Tân Thành 2, xã Liên Hiệp, huyện Bắc Quang, với sự tham gia của 5 hộ dân. Trong quá trình tham gia thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ kinh phí mua cây giống và 100% chi phí phân bón, đồng thời được hướng dẫn về quy trình kỹ thuật, gia đình tham gia tự bỏ công lao động và chăm sóc. Đến chu kỳ khai thác, các hộ thực hiện mô hình được hưởng lợi toàn bộ sản phẩm. Qua gần 3 năm triển khai mô hình trồng rừng thâm canh tại xã Liên Hiệp, bước đầu đã thấy được những hiệu quả rõ rệt. Cây trồng ở mô hình thâm canh có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cả về chiều cao, kích thước, thời gian thu hoạch được rút ngắn hơn so với trồng quảng canh. Từ mô hình trồng rừng thâm canh đã làm thay đổi dần tập quán trồng rừng của người dân, từ việc trồng rừng dựa vào các yếu tố tự nhiên, không có đầu tư thâm canh, sang tập quán trồng rừng thâm canh. Từ đó góp phần nâng cao năng suất chất lượng trồng rừng, rút ngắn chu kỳ kinh doanh cải tạo đất, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác để người dân có thể sống và làm giàu được bằng nghề trồng rừng. Đây cũng là cơ sở để huyện Bắc Quang nói riêng, các huyện trong tỉnh có thế mạnh về phát triển cây lâm nghiệp nói chung, định hướng cho người dân trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề trồng rừng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Quang đã triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời đúng kế hoạch, đồng thời tăng cường công tác quản lý giám sát để đảm bảo mọi nguồn vốn sau khi đến tay đối tượng vay được sử dụng một cách đúng mục đích, góp phần cùng các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống cho người dân. Đầu năm 2010, gia đình ông Trần Ngọc Sơn, thôn Bế Triều, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang được vay 25 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện theo diện hộ nghèo. Có số vốn trong tay, gia đình ông Sơn đã mạnh dạn đầu tư, mua trâu giống, xây dựng chuồng trại nuôi gia súc gia cầm và đào ao thả cá. Với phương châm, lấy ngắn nuôi dài, trải qua những khó khăn ban đầu, giờ đây mô hình kinh tế của gia đình ông đã phát huy hiệu quả. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lại từ chăn nuôi trên 50 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mà gia đình ông đã thoát nghèo. Thì gia đình tôi cũng được tiếp cận với cái nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách là vay chăn nuôi trâu bò sinh sản với lại chăn nuôi lợn. Thì cơ bản là nhà tôi đã được vay 30 triệu đồng và từ đó thì cái vốn nó đem về là sử dụng vào mua được một con trâu nái với lại chăn nuôi được đàn lợn. Thì nó cũng có đảm phát triển khá tốt và cũng có cái hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hiện nay là đàn trâu đã có được là 3 con, lợn thì lại khoảng hơn chục con. Chỉ tính riêng năm 2014, Hội Nông dân xã Quang Minh, huyện Bắc Quang có 1.061 hội viên, trong đó có gần 200 hội viên nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Đa phần các nguồn vốn sau khi đến tay các hộ được vay đã được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Mọi khoản vay đều được các hội viên Hội Nông dân xã Quang Minh hoàn trả kịp thời, đúng thời hạn. Nhờ có nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội mà tỷ lệ hội viên nghèo của Hội Nông dân xã Quang Minh đã giảm từ 110 hộ năm 2013 xuống còn 89 hộ cuối năm 2014. Thì qua cái nguồn vốn ấy, thì do thấy cái hiệu quả của nguồn vốn là một số hộ đã mua từ một con trâu thì để được 1 đến 2 con trở lên và nhiều hộ thì chăn nuôi lợn là từ 20 con trở lên và hiện nay thì cũng có nhiều hộ đặc biệt là như hộ ông Trần Ngọc Sơn
một số hộ khác như là ông Lộc Đức Vận ở Minh Tâm và Lộc Ngọc Đức và nhiều hộ nông dân khác cũng là từ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và từ cận nghèo lên trung bình và nhiều hộ khá giả. Năm 2014, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Quang có tổng nguồn vốn trên 206 tỷ đồng. Trong năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Quang đã cho trên 5.000 hộ nghèo vay vốn với tổng số tiền trên 81 tỷ đồng. Việc cho vay đảm bảo tính kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu của các hộ nghèo trong đầu tư, phát triển kinh tế cũng như mục đích chính đáng khác. Từ những kết quả đạt được, năm 2015, đơn vị tiếp tục đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động. Cùng với đó, đặc biệt coi trọng công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương trong quản lý nguồn vốn vay nhằm phát huy cao nhất hiệu quả đối với từng hộ gia đình. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chương trình cho vay hộ nghèo thì được nâng mức cho vay tối đa từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng. Thì Phòng Giao dịch cũng đã triển khai các nội dung chỉ đạo tới các xã, thị trấn, là các hội đoàn thể, tuyên truyền đến bà con nhân dân, đến các thôn bản, tổ dân phố để cho nhân dân nắm bắt được và triển khai thực hiện. Và đồng thời theo đó thì cũng phối hợp với lại hội đoàn thể xã, thị trấn rà soát cái nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, rồi là căn cứ vào cái nhu cầu may nâng mức và nâng mức vay lên để cho bà con có điều kiện phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, rồi là nâng cao đời sống cho bà con nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo. Với sự hỗ trợ về vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bắc Quang, bộ mặt nông thôn miền núi tại các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Quang đã có nhiều đổi thay rõ rệt, cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn không ngừng được cải thiện. Đây sẽ là cơ hội và là động lực để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Phần cuối bản tin thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, 24 giờ qua, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu nên các khu vực trong tỉnh ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời rét có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại. Hiện nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu. Ngày hôm nay, các khu vực trong tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu, đêm được tăng cường yếu trở lại, áp giảm sau tăng, độ ẩm thay đổi ít. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.